Lô các bác nhá. Giới thiệu các bác ba cái sân máy quay đầu dầu. Hai cái của Vemon và một cái của Panasonic, à, của Sony các bác nhá. Đấy, Sony. Đây các bác, củ này là củ dầu của mình quay. À, khi mà các bác ly á đi ly lại như này thì nó sẽ êm. Đấy, là mình ngửa lên ngửa xuống. Đây nhá. Nếu góc này chính là chỉnh xuống này. Bạn này ta này quay tròn. Các bác lia như này thì rất là êm. Ở giữa cái ti này nó có một cái ti ô cân bằng nước thôi nhé. Có bát nhanh. Nói chung là con này là phù hợp cho các bác là quay chuyên nghiệp rồi. Đây, bát áo lắp nhanh này. Hay quay này. Chiếc này là của hãng Vebon D-400S. Các bác nhé. Con này thu gọn như thế này là 50 cm này, con này thu gọn là 50 cm, cao hết cỡ là 1m3, nặng là 1,1 cân, nặng 1,1 cân các bác nhé. Chân còn rất đẹp, giá 800k. Bác nào mà hay đi quay kinh mà cần lia thì dùng những cái chân này thì nó lia nó sẽ êm. Còn những cái chân khác, chân kiểu đầu như này thì mình vẫn được, nhưng nó sẽ không êm bằng cái đầu dầu được. Đầu dầu thì nó chuyên quay lia nhé, quay nhé. Mình quay đi quay lại nó sẽ mượt hơn, không có các cái độ giật. Tiếp theo là một chiếc Vemon, chân này to hơn thì con Vemon C500, con này cao hết cỡ 1m7, thu gọn lại như này 60, gọn là 60, nặng là 1,7 cân, quay nhé, nặng là 1,7 cân, cao hết cỡ là 1m7, thu gọn lại là 60 cm, thấp hơn là Sony này một xíu, cũng đầy đủ chức năng như cái từ nãy thôi, nó sẽ to hơn, rất mượt. Chân rất đẹp các bác nhé. Rất đẹp luôn. 1,3 triệu các bác nhé. Chân rất đẹp, 1,3 triệu. Tiếp theo là một chiếc Sony. Cái Sony này thì nó có một cái tay cầm điều khiển luôn này. Cái rắc cắm này là rắc kim tròn các bác nhé. Cái rắc này thì nó còn dùng được hay không thì em không bao được các bác nhé. Thì em không có cái máy để thử. Đó, đây nút zoom này, chụp này. Con này thu gọn lại như này là 65 cm, cao hơn cỡ 1m7, nặng 2,2 cân, giá là 1,5 triệu. Này, Sony VCT-870GM. Đấy, cũng đầy đủ các chức năng như cái kia luôn. Điện thoại vợ ơi. Điện thoại vợ kêu đây. Máy kia nhấp nhập phây nào đấy. Cái này 1,5 triệu nhé, nào lấy cái nào alo.